truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, mừng tuổi hay lì xì là một phong tục văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán. Ý nghĩa của lì xì không nằm ở giá trị của đồng tiền, mà là ở lòng mong muốn những điều tốt đẹp may mắn sẽ đến từ những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên hiện nay, rất nhiều trẻ em sớm biết được giá trị của đồng tiền, nên đôi khi hành động của con trẻ không đúng mực khiến cho văn hóa ứng xử cũng như ý nghĩa nhận bao lì xì mất đi. Vì vậy, người lớn cần chỉ bảo để trẻ hiểu đúng về giá trị của tiền lì xì. Đó có thể là một giá trị mà trẻ cảm thấy ý nghĩa và tấm lòng của ai đó đã lì xì cho mình. Đề cập vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lì xì đầu năm của tác giả Thanh Quyền qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc trong vai ông chính, Kim Liên vai bà chính, Tường Duy vai Kim, Ngọc Diễm vai Quỳnh, Kim Cương vai Úc Lan, Quốc Sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Trí, buổi tối anh Kim vẫn còn ngồi bên bàn làm việc của mình. Quỳnh, vợ Kim thấy vậy nên đến ngồi cạnh chồng. Tối rồi, sao anh còn ngồi tính sổ hoài vậy? Anh đang cân đối lại tài chính công ty mình. Xem Tết này có đủ thưởng nhân công tháng lương 13 không nè. Năm nay có làm ăn gì được đâu. Mới phục hồi 2 tháng cuối năm thôi. Có thì thưởng, không có thì nhân công họ cũng thông cảm, chia sẻ khó khăn với mình mà. Đâu có được, nhân công họ làm việc cả năm nên trong tiền thưởng Tết dữ lắm. Để anh tính toán xem, không thưởng nhiều thì cũng thưởng ít chứ. Phải làm cả năm thì nói gì. Cả năm nay dịch bệnh nghỉ suốt à, tiền đâu mà thưởng. Em suy nghĩ hạn hẹp quá, không có nhìn xa trông rộng gì hết trơn à. Phải rồi, cũng nhờ em suy nghĩ hạn hẹp mà công ty còn vốn hoạt động tới giờ á. Chứ em mà rộng rãi như anh á, thì chắc là phá sản rồi á. Thì cũng nhờ em làm hậu phương tốt, nhắc nhở anh mỗi lần anh dung tay quá trớn. Cái đó là chuyện đầu tư làm ăn. Còn đối với công nhân á, họ khó khăn, họ mới đi làm cho mình, thì mình không nên tính toán quá. Em có tính toán gì đâu. Tại năm nay á, mình làm ăn không có được thì khỏi thưởng. Năm sau á, mình làm ăn khá thì mình thưởng bù lại. Đâu có đơn giản vậy được. Họ phải có quyền lợi á, thì họ mới gắn bó với mình chứ. Năm nay á, mà anh không thưởng Tết thì năm sau á, họ đâu còn làm với mình nữa mà thưởng bù. Anh nói cũng phải ha. Mình làm chủ doanh nghiệp, mình có cái khó của mình. Nhưng tiền thưởng Tết là nhu cầu chính đáng của công nhân. Nếu không quan tâm tới nhu cầu chính đáng của họ thì họ đâu có gắn bó lâu dài với mình được. Vậy rồi á, năm nay anh tính thưởng cho công nhân mỗi người được bao nhiêu? Anh tính rồi, cố gắng lắm cũng được 70% lương tháng 13. Vậy cũng ổn rồi, quyết định vậy đi. Anh nhớ chờ tiền về quê mừng tuổi nội ngoại hai bên nữa đó nghe. Cái đó là phải có rồi, em khỏi nhắc. Anh nhớ đổi tiền lì xì cho mấy đứa cháu nữa đó. Anh chơi sợp quá, con nít mà năm nào anh cũng lì xì như người lớn vậy á. Cho để nó mua sắm gì thì mua, cả năm mới cho nó một lần mà em. Cho tiền lì xì với cho tiền mua sắm, hai mục đích khác nhau nghe. Không khéo làm hư con nít đó. Thôi, em đi ngủ trước đây. Ngày Tết, gia đình Kim về quê. Vừa thấy xe dừng trước cổng, Út Lan rối rít. Ba má ơi, ba má ơi, anh hai chị hai về rồi ba má ơi. Dạ, thưa ba má con mới về. Dạ, thưa ba má con mới về. Ủa, hai vợ chồng con về rồi thằng cháu nội của ba đâu? Dạ, mới vừa tới đầu đường á, nó thấy mấy đứa con của chú Năm bắn bi, nó nhập vô chơi luôn rồi ba ơi. Thằng ơi, ở thành thị chơi điện tử không hà? Về đây thấy bắn bi chắc nó coi thôi, chứ bắn có biết trúng không đây. Vậy cũng tốt ba ơi. Ở trển á, ngoài giờ học, hãy buông ra là nó cầm điện thoại chơi suốt luôn vậy đó. Hèn chi, mới bị lớn mà đeo kiến rồi. Con không rầy để cho nó bớt xài điện thoại lại nghe. Chứ chơi điện thoại nhiều quá, lớn chút nữa con mắt nó bị quáng gà luôn à. Con la riết mà mệt cho nó luôn đó má. Hễ thấy con thì nó buông điện thoại xuống. Còn con vừa quay lưng đi thì nó cầm lên. Giữ nó không nổi luôn á. Chị giữ không nổi á, để qua Tết em lên em giữ nó cho.
Cô Út nói thiệt không? Anh hai em á lo quản lý công ty, giao nó cho chị quản lý mà chị thấy hơi quải rồi đó. Cái tuổi mới bắt đầu lớn á cũng hơi cứng đầu rồi. Có cô Út lên trị nó giùm cho chị á, chị mừng lắm á. Em nói giỡn thôi, chứ em đi rồi á, ai chăm sóc cho ba má? Chị cũng tưởng á, em muốn lên ở với anh chị thì chị nói vậy thôi. Chứ em ở nhà với ba má thì anh chị yên tâm hơn. Ừ, đứa nào đi đâu làm ăn được thì cứ đi. Má với ba bay á, có vợ chồng thằng Năm ở gần, có gì á, nó chạy qua cũng được mà. Con giỡn với anh chị hai thôi, chứ làm sao mà con đi để ba má ở nhà được. Anh, sao anh còn im re vậy? Không mừng tuổi ba má đi. Anh bỏ trong giỏ của em đó, lấy ra giùm anh đi. Giỏ nè, anh lấy đi. Em đâu có biết cái nào của người lớn, cái nào của tụi nhỏ. Dạ, con mừng tuổi ba má. Dạ, vợ chồng con chúc ba má năm mới thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu để vui với con cháu nha. Ừ, ba má cũng chúc vợ chồng con sống hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn phát tài. Dạ, con cảm ơn ba má. Còn đây á là cô Út nè. Chị chúc em vui vẻ, xinh đẹp mỗi ngày. Năm sau có hoàng tử rước, cho anh chị uống rượu nghe. Em cảm ơn anh chị hai. Mà cái vụ chúc em có hoàng tử đó, thôi nghe, em ở dậy với ba má à. Đó, nó cũng cái mừng đó hoài hà. Tao với má bay à, đâu có lột da sống đời với nó, mà nó cứ vậy hà. Mấy mối là mai rồi đó, cũng xưng xuôi xưng già đó chứ, mà nó không có chịu. Tao cũng không biết nói sao nữa. Ba hơi đâu mà lo cho con Út, tại chưa tới duyên đó thôi ba ơi. Tới duyên đó rồi á thì trời cản cũng không có được nữa. Em không phải với anh hai đâu nghe. Hồi đó thúc ba má cưới chị hai ngày một vậy á. Em nhắc á, đặng anh mắc cỡ với chị hai cho biết. Ủa, có vụ đó nữa hả cô Út? Chị nhìn ảnh kìa, đỏ mặt hết trơn rồi kìa. Thôi, vô làm đồ ăn đi. Ở đó nó hoài chút tụi nhỏ chơi về á, rồi không có gì ăn à. Hai chị em mình vô bếp đi chị hai. Sau bữa cơm, Quỳnh phụ Út Lan rửa chén, dọn dẹp. Thấy Út Lan im lặng, Quỳnh lên tiếng. Cô Út, sao đang vui vẻ mà buồn quá vậy? Dạ, đâu có gì đâu chị hai. Có mà, chị nhìn em á là chị biết liền hà. Có gì buồn á, nói chuyện nghe được không? Em buồn ngủ đó, chứ không có gì đâu. Nhìn mặt em á, không có phải buồn ngủ đâu. Có gì á, nói ra, chứ tết nhất mà để trong lòng á, là buồn cả năm luôn đó. Con nít con nôi mà buồn nó làm gì? Tại em suy nghĩ về bản thân em hơi tuổi chút vậy thôi à chị. Vậy có đứa nào á làm cho em buồn phải không? Có phải thằng Trí con của chị không? Thôi chị ơi, bỏ qua đi chị. Vậy đúng là thằng Trí làm em buồn rồi. Nó làm gì vậy? Em nói chị biết, đằng chị dạy nó. Chứ để nó lớn á là không có dạy được đâu. Lúc đó chị còn khổ hơn nữa. Nhưng mà em nói á thì chị dạy nó từ từ, chứ đừng có la mắng nó sùm. Nó biết em á là người làm cho nó bị rầy á, là nó không có thích em nữa. Em không muốn như vậy đâu chị. Rồi chị hứa, em nói đi. Hồi nãy á, lúc mấy đứa cháu chơi xong á, tụ về đây, trước khi ăn cơm á, em có kêu tụi nó lại để em lì xì cho tụi nó. Rồi sao nữa? Em có đưa cho mỗi đứa cháu một bao lì xì, trong đó em có để 20.000 á chị. Con nít còn nhỏ, lì xì tượng trưng cho nó vui được rồi em. Dạ, mấy đứa cháu còn anh Năm á, thì tụi nó nhận, rồi nó cảm ơn cô Út vui vẻ. Có thằng Trí á, nó mở bao lì xì ra coi, thấy tờ tiền 20.000 á. Nó nói, thôi, con không có lấy đâu. Rồi nó bỏ cái bao lại trên bàn, chạy đi luôn á chị. Cái thằng này, cũng tại anh hai em không hà? Cho tiền nó hoài à? Nó biết xài tiền rồi á, nên chê ít chứ gì. Tức quá mà. Giờ chị đi kiếm anh hai của em, nói cho ổng biết chuyện thằng con của ổng mới được. Quỳnh bước lên nhà trên, ông bà Chính và Khiêm đang ngồi uống nước trò chuyện. Quỳnh lại gần Khiêm, vẻ mặt bực bội. Anh, thằng Trí đâu rồi? Nó chạy chơi với con chú Năm rồi, làm gì hỏi nó mà mặt hậm hực với em. Sao mà không tức cho được chứ? Con cái càng lớn á, càng hư à. Thôi, tết nhất mà rầy thằng nhỏ cho nó mất vui đi. Cả năm rồi á, la không đã sao. Anh đó, cưng con quá riết hư à. Em kêu anh đó, đừng có cho nó xài tiền sớm, mà anh cũng cho hoài à.
Nó biết xài tiền rồi. Bây giờ á, cô Út lì xì cho nó. Nó chơi ít không lấy, làm cô Út nãy giờ buồn kìa. Sao nó biết tiền ít á mà chê? Thì nó mở bao lì xì trước mặt cô Út luôn đó. Cái này là không được ngang bay. Vợ chồng bay á, phải dạy thằng Trí lại mới được. Không nên mở bao lì xì trước mặt người cho như vậy chứ. Còn nếu mà muốn mở ra coi á, thì phải kiếm cái chỗ nào nó kín đáo, không có để người cho nhìn thấy. Nếu là khách tới nhà lì xì á, thì phải đợi khách ra dìa mới được phép mở ra coi. Chứ làm vậy đâu có được bay. Mấy năm trước á, khách khứa anh Lợi nhà chúc Tết, lì xì cho nó. Nó lễ phép khoanh tay cảm ơn đàng hoàng, rồi đưa bao lì xì cho em cất giữ. Đâu có khi nào á, nó mở bao lì xì trước mặt bạn anh đâu. Thì mấy năm trước á, nó chưa có biết xài tiền. Còn năm nay á, anh tập cho nó biết xài tiền rồi. Vậy nên á, nó mới mở ra coi lì xì ít hay nhiều. Nhiều thì lấy, còn ít thì không lấy. Mai mà cô Út, nếu là khách của anh á, thì anh mất mặt rồi đó. Khách của anh á, dần làm ăn không hà, không có vụ lì xì ít cho con mình đâu. Sao lì xì mà có cái vô tiền ít tiền nhiều nữa bay? Má ơi, má chưa có biết đâu. Khách của ảnh á, Tết mà tới nhà là lì xì cho thằng Trí tiền triệu không hà. Chứ không có ít đâu má. Ý mẹ ơi, con nít sao mà lì xì chi tiền nhiều quá vậy? Có gì đâu, bánh sáp đi thì bánh quy lại, phải không bay? Dạ đúng rồi ba. Tôi biết mà, khách lì xì con nó tiền triệu á, thì nó lì xì lại con người ta cũng phải tiền triệu. Chứ lì xì ít hơn á, coi sao được. Thiệt ra lì xì cho nhiều, chứ có gì vui đâu ba má. Cái đó là áp lực cả người cho lẫn người nhận, chứ không có vui vẻ gì đâu. Thôi thôi, tôi nghe cái vụ này là tôi chóng mặt rồi. Tôi đã để sẵn vô bao, mỗi bao có 10.000 đồng. Tính đâu lì xì cho cháu nó vui, mà kiểu này mất vui rồi. Thôi, tôi cất luôn. Để con về con từ từ dạy cho nó hiểu. Không lẽ má giận thằng Trí, rồi má hổng lì xì cho mấy đứa con chú Năm luôn hả? Cái bà này hay hờn mét quá, mà mỗi lần hờn ai á, cái hờn cả thế giới luôn hà. Rồi con Út nữa, nó cũng giống má nó y hệt vậy luôn á. Con nít nó chưa hiểu tới, thì mình từ từ nói cho nó hiểu. Có chuyện lì xì thôi, mà làm Tết hết vui hà. Con Út đâu rồi? Dạ, con đây nè ba ơi. Con tập hợp mấy đứa cháu lại đây, ba lì xì cho tụi nó. Rồi cả nhà coi tôi dạy tụi nhỏ cách nhận tiền lì xì và ứng xử tiền lì xì sao cho đúng. Bảo đảm Tết năm sau, không còn ai lăng tăng cái vụ lì xì này nữa đâu. Dạ, để con kêu tụi nhỏ vô liền. Mấy đứa ơi, nghỉ chơi đi, vô nhà ông nội lì xì nè. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Lì xì đầu năm của tác giả Thanh Quyền. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.